Ý thứ hai hỏi rằng con sinh tháng 7 âm lịch năm Bính Tý, chồng con sinh tháng 9 năm Đinh Mão, con được biết tuổi của con và chồng xung khắc, vậy có cách nào hóa giải không ạ? À? Từ trước tới nay vợ chồng con vẫn yêu thương nhau, chưa hề có xích mích gì, nhưng về công việc và sự nghiệp thì hơi lận đận ạ. À, bảo xung khắc nhưng mà từ trước đến nay gì vẫn yêu thương nhau, chưa hề có xích mích gì cả, chắc chắn đấy không phải là xung khắc rồi. À, chúng ta biết là xung khắc là suốt ngày gì nhìn thấy nhau là muốn cãi nhau, muốn bổ nhau, muốn mổ nhau á, thì đó mới là xung khắc. Còn này thì Phật tử nói là vợ chồng vẫn yêu thương nhau, không hề có xích mích gì cả, à, đấy là gì, đấy là hạnh phúc rồi. Còn cái chuyện gì sự nghiệp công danh nói là không, hơi lận đận một chút, thì cái này thì chúng ta biết là do cái phúc báo mà, do kém phúc cho nên mới xảy ra cái chuyện như vậy. Vậy bây giờ thì muốn hết thì muốn có sự nghiệp, muốn có công danh không bị lận đận á, thì phải gì, phải biết, Đức Phật nói phải biết bố thí cái nghèo ấy đi, bố thí cái nghèo ấy bằng cách nào, bố bố thí cái sự gì, cái sự lận đận long đong bằng cách nào, bằng cách là gì, phóng sinh, bằng cách là gì, tu phúc, bằng cách là gì, bố thí cho người nghèo khó khổ sở cô đơn không nơi nương tựa, bằng cách là cúng dường các bậc trưởng thượng, cúng dường gì Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, cúng dường các vị, cúng dường các vị thần thánh uy linh có công với gì, có công với đất nước, có công với tổ quốc vân vân, thì sẽ được gì, về mặt tâm linh sẽ được gì, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Đấy, về mặt xã hội thì chúng ta gì, biết làm từ thiện, cái phóng sinh tu phúc thì cũng sẽ gì, công đức và phúc báo thì cũng sẽ rất là tốt. À, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, các cụ ngày xưa nói rồi, nếu chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đùm bọc với nhân dân đồng bào chúng ta, những người còn gì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì các cụ nói rồi, tiếng lành đồn xa, mọi người dần dần sẽ kính mến, sẽ tôn trọng mình thôi. À, biết phóng sinh, biết cúng dường, à, biết làm việc thiện, thậm chí nếu mà biết tụng kinh niệm Phật, làm chùa tô tượng đúc chuông, biết cúng dường để làm những cái việc đó thì công đức vô lượng, à, công đức vô lượng. Đó, cho nên này Phật tử thì có thể nên gì, nên làm được những cái việc đó để cho có thể bán cái gì, bán cái sự nghiệp lận đận long đong của mình đi, để hướng tới gì, đạt được cái sự nghiệp ngày một tốt hơn. Đấy, cuộc sống trong gia đình gì, về kinh tế ngày cũng một gì khá giả hơn, vân vân.